Nam Bộ như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, rồi Bến Tre, Long An gì á thì hầu như anh đang cấp đá là chính. Tức là cũng nhiều mỏ đá nhưng mà anh là phân phối gì đó, anh đi bằng tàu bè. Mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ba Sài Gòn Dancer. Như mọi người đã biết, để có một hình ảnh long lanh trên sân khấu thì dancer chúng tôi cần phải có lớp make up đẹp nè, quần áo đẹp nè, và đặc biệt là tóc tai phải long lanh lấp lánh nha. Vì thế hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến tiệm tóc của anh Nghĩa. Mọi người đi theo mình nha. Mình đang ở tiệm Song Nghĩa làm tóc. Thì mọi người thấy tóc sao nè. Hôm nay á là mình đến đây là mình bắt cóc được ông chủ nha. Không phải là dễ dàng để bắt cóc ảnh đâu nha. Nhưng mà làm sao để mà tại sao mà mình quen được anh vậy? Tại vì hả, anh cũng trong một cái hội mô tô và anh đã book mình rất là nhiều sự kiện. Và trong quá trình mà mình lướt Facebook thì mình biết thêm nữa là anh có thêm cái nghề tay trái này nữa. Và thật sự là dancer của mình rất là nhiều bạn qua đây làm. Bây giờ mình sẽ có một cuộc phỏng vấn anh nha. Em chào anh Nghĩa. Rồi, em chào Xuân Lan. Dạ, dịch xong rồi khỏe không anh? Anh cũng khỏe. Dịch thì cái tiệm tóc mình mở lại từ bao giờ cho anh? Lâu chưa? Dịch thì tiệm tóc mở lại từ ngày mùng 1 tháng 10 á. Nhưng dạ. Mà do dịch anh phải đóng mất mấy tháng. Dạ. Thì mất 10 ngày để anh sửa chữa nâng cấp tiệm lên một chút nữa. Dạ. Đó là ngày 9 tháng 10 anh mới bắt đầu hoạt động lại. Dạ. Thì tiệm của mình đó anh, thì mình hoạt động như thế này thì nhiều thợ không? Thợ anh thì khoảng 5 người. Dạ. Thì mình đông khách nhất là thường vào ngày nào anh? Tuần. Thường thứ Bảy Chủ Nhật là đông nhất. Anh, tiệm của mình đó thì nó sẽ chuyên về cái gì anh? Tiệm anh thì chuyên về tóc hư tổn. Tóc hư tổn là những cái tóc mà khô sơ, rối rồi bị sơ á. Dạ. Thường đó là những cái vấn đề mà nan giải nhất là của chị em phụ nữ mà mình hay bị. Thì bên anh là đặc trị luôn, đặc trị cái đó nên. Tại vì em cũng biết là nhiều bạn dancer bên nhóm em, bên Ba Sài Gòn Dancer đã có qua anh Nghĩa làm tóc. Thì các bạn là chuyên về nhộm á anh, là mấy bạn hay khen anh Nghĩa là cái thuốc rất là tốt. Tại vì thường gọi đầu mấy ngày xong thì nó cũng không có súng màu nhiều. Dạ. Thì mình có cái bí quyết nào mà để tóc mình nó giữ cái màu lâu không anh? Là do cái thuốc nhuộm tóc của mình, hay là do cái người ta nhuộm, hay là do cái thuốc mà giữ lại cái màu tóc? Anh Nghĩa chia sẻ cho em một chút xíu. Thứ nhất là nó cũng nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là cái thuốc mình lựa chọn là thuốc của hãng nào. Dạ. Và cái thứ hai quyết định về cái màu và cũng như cái kỹ thuật của cái người thợ. Thì dạ. Kỹ thuật là cái quyết định rất là nhiều thứ. Tại vì trong quá trình nhuộm tóc thì nó có cái sợi tóc rồi nhuộm bao lâu, thời gian như thế nào rồi. Tại vì trong tóc nó có biểu bì á, mình căn dạ. cái thời gian nó nở như không như thế nào thì cái anh thợ thì anh sẽ đưa thuốc vào. Dạ. Tại vì đó, em là ấn tượng với anh Nghĩa như thế này. Thì trong Ba Sài Gòn Dancer là có một bạn là em của em luôn, họ của em luôn. Thì em qua em nói với em vậy nè, chị em qua em nhuộm tóc mà anh Nghĩa không cho. Anh Nghĩa nói là tóc yếu quá, nếu mà nhuộm thì chấp nhận là hói hai bên nha. Đó thì nói vậy. Thì em nói thật là em thì cũng rất là thích về nhuộm tóc tai luôn. Nhưng mà em đi á, không ai nói em vậy hết á. Thường á, em hỏi là anh ơi tóc em có nhuộm được không? Thì lúc trước em muốn lên cái màu bạch kim. Thì anh tẩy cho em, anh nói là tóc yếu nha. Nhưng mà anh sẽ cố gắng. Rồi xong rồi về em bị rụng anh. Có nghĩa là anh không có nói câu sao là mình sẽ bị rụng tóc. Dạ, vậy thì anh thấy cái đó là do sao người ta nói vậy anh nhỉ? Thì cái tiêu chí của anh đặt ở đây á, là không phải làm tóc bằng mọi giá. Thì tụi anh là đặt cái tâm vào đó, cái nhìn nhận ở phía ngoài, nhìn vô đẹp thì làm, chứ đừng có để tốn tiền một cách oan uổng như thế. Cái nữa là chứ là tóc mà không được đẹp, không được tốt nên thì không được ok thì mình làm những cái đó vô nó sẽ hại tóc. Dạ. Thì thật sự luôn là em đi nhuộm tóc rồi. Em biết là tiền tẩy tóc với nhuộm tóc thì nó không phải là ít. Đúng rồi. Dạ. Tiền triệu. Em không biết là bên anh Nghĩa thì cái em hỏi cái này không biết có bị tế nhị không, thì nó tầm trung là bao nhiêu anh? Nếu mà em vừa tẩy vừa nhộm luôn thì tầm trung là bao nhiêu anh? Tùy, tại vì tóc á, thì ví dụ tóc nữ tụi anh chia là tóc cỡ em đi đến đây thôi thì đến đây tầm bao nhiêu anh? Tóc thì tụi anh thì chia làm 3 giá, ví dụ tóc ngắn, tóc dài và tóc ngang vai. Nó 3 loại giá thì mỗi loại tương ứng với lại túi tiền. Ví dụ tóc em là tóc dài. Tóc thì dài. Tóc em là chưa tẩy bao giờ luôn. Chưa tẩy. Thì nếu mà như vậy thì tầm Nghĩa có nhắm được không? Tại vì á, em lên cái YouTube này sẽ có nhiều người ta nhắm được cái giá tiền. Đúng rồi. Nhắm tiền là chạy rồi làm. Tẩy á, thì giá nó là khoảng 800. 800 tới 1,2 triệu nha. Tóc em dài thì nó khoảng 1,2 triệu. Đó, còn nhuộm thêm khoảng 1,000,000 mấy nữa. Nói chung là bộ tóc này của em làm nó khoảng hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu anh. Vậy thì cũng bằng tầm trung. Cũng bằng tầm trung anh. Nhưng mà nếu mà em vậy thì em về em giữ anh, em giữ màu á. Có cách nào giữ màu lâu không anh? Hồi đó em nhộm á, nó sẽ nó màu xuống rồi. Màu thời trang khi mà thợ bên anh làm á, thì là đã làm cái cách giữ màu tốt nhất rồi. Cái thứ hai á, là khi mình về thì mình làm gì làm cũng phải chăm sóc cái bộ tóc mình hàng ngày nữa thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là bên anh cũng có bán những cái sản phẩm để dưỡng cái màu tóc lại. Thì về thì mình cứ vậy mà mình gội. Đó. Giá cả thì nó cũng không có mắc lắm. Tầm bao nhiêu anh? Giá cả thì dao động từ 250 cho tới 500. Đó, để mình về mình dưỡng cái màu rất lâu hơn. Thì mình nếu mà mình thay vì mình dùng dầu gội thường mình sẽ dùng cái dầu gội dưỡng màu đó anh. Đúng rồi. Thường là khi làm xong thì nếu mà khách cũng có nhiều khách người ta trau chuốt sẵn, người ta có sẵn cái dầu gội đó, còn nếu ai mà không có thì bên anh sẽ bán. Tại vì bên anh cũng có bán sản phẩm đó. Bên anh bán sản phẩm đó luôn. Dạ, vậy mà quá tiện luôn mọi người. Nếu mà nhộm xong thì mọi người nên mua một cái chai dầu gội á mà chuyên dưỡng màu luôn. Thì nó sẽ giữ cái màu lâu hơn. Dạ thì lúc đầu là em biết anh Nghĩa không phải là qua tóc. Em biết anh Nghĩa là qua tại vì anh Nghĩa có mấy cái party, anh Nghĩa gọi cho em về dancer, nên là em cung cấp cho anh. Thì lên Facebook á, thì em thấy là tên anh Nghĩa là Nghĩa Mỏ Đá. Nghĩa là sao anh có thể giải thích cho em cái tên Facebook của anh không? Nó có phải là nghề nghiệp của anh không hay là biệt danh không? Đúng rồi. Cái tên mà Nghĩa Mỏ Đá thì là nó gắn nghề với chính của anh luôn. Anh là mỏ đá, tức là anh chuyên khai thác đá xây dựng, cung cấp cho tất cả các vật liệu xây dựng khu vực miền Tây Nam Bộ. Hầu như là tất cả các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, rồi Bến Tre, Long An gì á, thì hầu như anh đang cấp đá là chính. Tức là cũng nhiều mỏ đá nhưng mà anh là phân phối gì đó, anh đi bằng tàu bè. Vậy tính ra em đang làm một với sale mỏ đá hết. Làm việc với sale luôn. Nếu mà tính ra là em đang làm việc với lại là một nhà phân phối. Nhà phân phối luôn. Nhà sản xuất đấy, anh gọi là nhà sản xuất. Chứ không phải là ấy nữa. Anh sản xuất một viên đá từ trên núi, khai thác nổ mìn, bỏ vô máy xay ra từng viên đá này viên đá kia cho đúng khách hàng rồi giao bằng tàu. Đó. Anh vậy là em thấy á, là cái nghề tóc là nó không liên quan gì đến nghề của anh. Em không biết tại sao anh lại có ngã rẽ như vậy. Anh thì cũng cái nghề... không phải là ngã rẽ đâu, thêm ngành, thêm một ngành. Tức là tóc thì thực sự là nó cũng thêm, anh thì cũng rất có vài ngành nghề. Nghề chính anh là nghề đá, nhưng mà có cái kinh doanh thêm của anh là cái salon tóc này. Cái này cũng là một cái kiếm thêm thu nhập của anh. Nó theo một cái hướng mà bất ngờ, anh cũng bất ngờ luôn chứ không phải là anh có dự tính trước. Thì em có nghe anh Nghĩa chia sẻ là cái tiệm này anh muốn mở chuỗi, nhưng mà thường chuỗi á, là vẫn là anh quản lý hay là anh bán thương hiệu? Tại vì em nói thật nha, tại vì thí dụ như là em đi uống trà sữa đi, nhưng mà cái chỗ nào mà vẫn là chủ đó quản lý á, thì cái mùi nó vẫn là như vậy. Còn bán thương hiệu á, đôi lúc nhân viên á không phục vụ đúng như cái thương hiệu chủ. Đúng rồi. Thì anh Nghĩa, em không biết là cái hướng của anh Nghĩa là như thế nào anh? Anh bán thương hiệu hay là anh mở thêm? Anh thì thực sự là cái salon này anh mới mở được 1 năm thôi. Tên tuổi thì thực sự nó cũng chưa phải là tên tuổi gì, nhưng mà anh thì cái cách làm việc của anh từ xưa giờ là anh muốn cái công việc nào của mình đều phải đi xa hết á. phải tiến lên hết đó. Dạ. Ví dụ bây giờ anh đang gây dựng cái thương hiệu Song Nghĩa này. Dạ. Khi mà tới một thời điểm nào đó hoặc là anh thấy thích hợp thì bắt đầu anh sẽ bung lên thêm một vài cái nữa. Dạ. Nhưng mà vẫn là thuộc trực thuộc của anh. Dạ. Quản lý. Thì khi mà anh cảm thấy mà tất cả mọi độ chín mùi mà nó hợp lý thì anh sẽ tính tới chuyện khác. Dạ. Còn hiện tại mà về năng lực thì anh có thể là ổn, anh sẽ mở thêm vài cái. Dạ. Để chính mình làm chủ chứ chưa có ý định bán. Dạ, dạ, dạ. Tại mình cũng đang muốn gây dựng cái thương hiệu này nó có chỗ đứng nữa đã. Dạ. Nó hơi bất tiện về đường xá, nhiều người không có biết đường đâm ra nó cũng hơi khó. Dạ, anh cho em địa chỉ ở đây mà dễ đi đi. Dễ đi nhất là cứ lên mạng search bệnh viện Lê Văn Thịnh. Dạ. Hồi xưa là bệnh viện quận 2. Dạ. Search trên Google là bệnh viện Lê Văn Thịnh. Dạ. Là ra luôn, tại vì anh bên hông bệnh viện. Dạ, dạ, dạ. Nó ra nhanh lắm. Dạ. Thì em không biết là anh Nghĩa có cái voucher gì cho Xuân Lan không ha? Có chứ, riêng Xuân Lan thì anh là lúc nào cũng đặc biệt ưu ái cho Xuân Lan. Dạ. Và các mối quan hệ của Xuân Lan luôn. Dạ. Oh my god. Wow. Thời buổi này thì không cần phải như thế. Dạ. Anh chỉ cần là Xuân Lan, tại vì anh biết là Xuân Lan là một người cũng khá nổi tiếng. Cái thứ hai, lời nói của em nói ra nó có trọng lượng. Dạ. Nên anh thích ở chỗ là ok, anh ơi có bạn này hoặc là chị này qua làm, nhờ anh hỗ trợ dùm. Dạ. Thì tất cả những cái gì trong báo giá của anh, ví dụ ở đây là báo giá của anh đi. Dạ. Thì cứ làm tổng bao nhiêu, khách hàng đó làm tổng bao nhiêu thì nhân viên anh báo tổng bao nhiêu, và khi làm xong thì bên anh giảm giá cho cái em là tương đương cái voucher là 30%. Dạ, 30% trên 30% trên tổng voucher này, và không giới hạn. Dạ, dạ, không giới hạn, và cũng không giới hạn năm, không giới hạn ngày tháng gì hết. Dạ. Tức là cứ Xuân Lan là qua là như thế. Dạ, mọi người chưa cứ Xuân Lan là qua là như thế. Thì mấy bạn DJ nữa cứ qua là anh Nghĩa sẽ tặng một cái voucher là 30% trên tổng hóa đơn của mình nha mọi người. Và mình lấy cái danh dự của mình ra là thuốc rất là tốt luôn, tại vì thật sự là trên 10 dancer của mình đã làm rồi, chứ không phải là mình chưa bao giờ mình chưa thấy ở ngoài mà mình nói đâu nha. Thấy sau lưng mình có cái lưu hình này hay quá. Khi muốn bỏ cuộc hãy nhớ lý do bạn bắt đầu. Anh ơi, tại sao có cái lưu hình hay quá vậy anh? Cái câu này thực sự là nó cũng nhắc nhở anh. Dạ. Khi mà làm một cái công việc nào đó thì tuyệt đối gặp khó khăn mấy cũng không bao giờ được bỏ, tại vì hãy nhớ những lúc mình bắt đầu nó khó khăn như thế nào. Dạ. Và đã hoạt động ra sao để mà khi mà bỏ cuộc thì nó tất cả mọi thứ nó bằng không. Dạ. Do it. Just do it. Và cái của anh từ xưa giờ á, cái quan niệm của anh từ xưa giờ đi làm một cái gì đó là phải dồn hết mình. Yeah. Dồn hết tất cả các linh hồn, trí khôn của mình để làm. Và cái khi mà mình có lửa trong con người mình á, thì mình phải làm. Chứ để khi mà nó nguội trong người con người mình, ai làm cái gì cũng vậy, nó có một cái lửa. Yeah. Để mà nguội cái lửa đó thì coi như là nó vụt tắt hết tất cả công việc. Nếu những cái việc này mà mình làm không được nữa thì những cái việc sau, hoặc là những công việc sau mình muốn đầu tư á, thì nó cũng vậy nó cũng sẽ theo chiều hướng là thôi nghỉ khỏe. Yeah. Mà cái đặc biệt cái salon tóc này là cái salon mà cái nghề mà anh không biết cái gì trong tay hết á. Yeah. Mà anh mạo hiểm, anh đầu tư cũng khá nhiều tiền rồi, cũng hết mấy trăm của anh rồi đó. Nhưng mà anh không bỏ cuộc. Dạ. Anh nghĩ là em nhớ được cái câu là không có quan trọng mình làm cái nghề gì, quan trọng mình làm nó trong bao lâu. Thì cái cuộc gặp gỡ này sẽ cho Lan thêm rất là nhiều bài học. Thì YouTube mình đến đây ha. Nếu như mà YouTube này á, có đem lại cái lợi ích giá trị cho mọi người, niềm vui, sự phấn khởi cho mọi người, thì cho Lan một subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.